huyện Khoái Châu có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm Dạ Trạch, Đồng Tiến, Đại Hưng, Nhuế Dương, Chí Tân và Bình Kiều, thuộc diện bắt buộc sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Hiện cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tập trung làm tốt công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, tạo thuận lợi trong triển khai các bước sắp xếp, sáp nhập. 70 năm tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, ông Lê Xuân Sáu ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch vẫn nhớ rõ về thời điểm năm 1956, xã Phạm Hồng Thái được chia tách thành hai xã Dạ Trạch và Thái Hòa. Xã Thái Hòa sau đổi tên thành xã Hàm Tử hiện nay. Xét về yếu tố lịch sử, 5 trên 6 thôn của hai xã trước kia đều thuộc xã Phạm Hồng Thái. Ngay sau khi nắm được chủ trương sẽ sáp nhập hai xã Dạ Trạch và Hàm Tử làm một và sẽ lấy tên về mốc lịch sử năm 1956 là xã Phạm Hồng Thái, ông Sáu cùng nhiều người dân đều đồng thuận ủng hộ, tích cực tuyên truyền giải thích quy định, chủ trương của nhà nước một cách đầy đủ, chính xác để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Mong muốn của bà con dân, đảng viên làm nào mà cán bộ nâng cao cái năng lực quản lý để sau khi sắp xếp hành chính thì đoàn kết nhất trí để xây dựng quê hương làng xã và ổn định cái cuộc sống kinh tế xã hội của địa phương. Bà con tôi là nhất trí quan điểm của đảng và nhà nước. Tất cả các cái công tác mà xã hội, các cái công trình phúc lợi ở đường xã giao thông sẽ là thuận lợi hơn ở chỗ là nó sẽ chung về một mối. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ có diện tích mới trên 8 km² với dân số gần 14.000 người. Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính sẽ đặt tại xã Dạ Trạch. Hiện xã đang niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến, đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Chúng tôi đã triển khai họp ban chấp hành đảng ủy để ra nghị quyết thực hiện cái đề án của chính phủ về sáp nhập đơn vị hành chính mới, tổ chức giao nhiệm vụ và để các chi hội đoàn thể tới vận động tuyên truyền về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính mới. Theo chủ trương, xã Nhuế Dương sẽ sáp nhập với xã Thành Công với trung tâm đặt trụ sở tại xã Thành Công hiện nay. Ngoài việc thuận lợi về địa lý, lịch sử, cơ sở các công trình đầu tư công tại xã Thành Công đã và đang được triển khai hoàn thiện với quy mô rộng, khang trang đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới. Khi mà sáp nhập sẽ nâng cao được cái hiệu quả về vấn đề quản lý hành chính, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi thì sẽ tập trung hai xã Thành Công và Nhuế Dương họp thống nhất dự kiến đơn vị hành chính mới là xã Nguyễn Huệ theo lịch sử để lại. Thực hiện nghị quyết số 117 ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về kế hoạch sáp nhập huyện xã giai đoạn 2023-2025, công tác sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện nhằm định hướng đến mục tiêu giảm đầu mối cấp xã thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng, dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Vì vậy, bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt của các địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính rất cần được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.